Sáng nay, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do đồng chí Lê Minh Chí, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban thường vụ tỉnh ủy Hưng Yên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Hưng Yên, cùng các đồng chí thường trực tỉnh ủy, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, thành viên Ban chỉ đạo tỉnh. Báo cáo của Ban thường vụ tỉnh ủy Hưng Yên khẳng định, từ năm 2022 đến nay, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, bài bản, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp. Tình trạng tham nhũng tiêu cực, kể cả tham nhũng vặt có chiều hướng giảm. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh PCI của tỉnh Hưng Yên lên 39 bậc trong 2 năm qua, đưa xếp hạng của tỉnh Hưng Yên đứng thứ 14 cả nước. Qua kiểm tra giám sát, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật hàng chục đảng viên liên quan đến tham nhũng tiêu cực. Qua công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo, phát hiện 29 vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng tiêu cực, sai phạm về kinh tế, kịp thời chuyển cơ quan điều tra, đã khởi tố 26 vụ với 82 bị can, thu hồi gần 20 tỷ đồng tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt. Kiến nghị xử lý về kinh tế trên 760 tỷ đồng. Sau hơn một năm hoạt động, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Hưng Yên triển khai có hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, đưa công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực vào nền nếp, bài bản, quyết liệt hơn với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu bất cứ sự can thiệp nào. Đưa vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo 7 vụ án, 1 vụ việc, đã có 3 vụ án với 26 bị can được đưa ra xét xử. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tại tỉnh Hưng Yên được thực hiện với quyết tâm chính trị cao, đảm bảo tính thống nhất, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị. Chọn đúng, chọn trúng các vụ án, vụ việc đưa vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, qua đó tạo sự nghiêm minh và có tác động cảnh tỉnh, cảnh báo rõ rệt, hiệu quả răn đe lớn. Tuy nhiên đây chỉ là kết quả bước đầu, bởi công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đòi hỏi sự kiên trì thường xuyên, liên tục trong thực hiện. Kết luận buổi làm việc, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Chí đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị của tỉnh Hưng Yên trong triển khai các định hướng, chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, cũng như chủ động triển khai các phần việc thuộc thẩm quyền, lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh. Tiếp tục thực hiện công tác này có trọng tâm, trọng điểm, có phân hóa, phù hợp, đảm bảo sự nghiêm minh của kỷ cương phép nước, kỷ luật đảng, nhưng đồng thời phải thể hiện tính nhân văn thuyết phục, thấu tình đạt lý. Trong triển khai thực hiện có xây, có chống và mục tiêu cao nhất là đảm bảo sự ổn định phát triển. Cần làm rõ trách nhiệm chính trị, trách nhiệm pháp luật, trách nhiệm hành chính của người đứng đầu, pháp luật hóa quan điểm của Đảng về bảo vệ cán bộ. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh bên cạnh tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các vụ án, vụ việc cần chỉ đạo và yêu cầu tham mưu tốt công tác phòng ngừa, hạn chế sai phạm, quan tâm đến chỉ đạo phối hợp giữa các ngành, nhất là trong khối nội chính, tránh đồng thuận xuôi chiều cũng như có thể xảy ra sai phạm hàng loạt.